Chào các bạn và tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh xe máy của Vinh Nguyễn nha các bạn. Và trong cái video clip hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái lỗi nữa trên cái xe Cirrus Yamaha này nè các bạn. Thì cái con xe Cirrus Yamaha này nó đang bị cái phần côn mà khi mình nổ máy lên nè các bạn, mình đạp số thì nó lôi tỏ nó tắt máy. Và khi mình đi về, nếu như mà mình đi được á, mình đi về số thấp á, đi về số thấp thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng giật, giống như là giật số, giật rọc rọc giống như là giật số đó các bạn. Đó, thì cái con xe này nó đang bị như thế. Xe Cirrus này các bạn. Xe này tương đối cũ á. Bây giờ mình sẽ nổ thử cho các bạn xem thôi. Hiện tại xe đang nổ đây các bạn. Bây giờ mình sẽ thử vào số và mình giữ cái bánh này lại này. Thường thường thì cái bánh này khi mình đứng im thì nó giữ im, nó đứng như thế này thì mình giảm số thì nó vẫn có nổ ra city bình thường các bạn. Mà khi thì mình giữ lại như thế này này, mình giảm số nó sẽ tắt máy này các bạn. Đấy, nó chạy luôn này. Bây giờ mình giữ cái bánh lại. Đó, tắt máy luôn các bạn. Bây giờ thử gửi số nè. Mình nói lại đây các bạn. Rồi bây giờ mình thử giảm số nha, giảm số rồi mình giữ cái bánh lại. Rồi tắt máy rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục chạy thử cái xe, thử nó kêu như thế nào khi mình về số thấp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy thử cái chiếc xe này. Đó, số 1 nha các bạn. Đó, mình giữ ga đều đều nó mới lên, nó mới chạy được các bạn, chứ còn nếu như đang đơ cái anti thì nó sẽ tắt. Đó, số 2 này các bạn. Đây, khi về số 3 đã có hướng hiện tượng giật này các bạn. Thì số 4 này. Giật tắt máy luôn các bạn. Tắt máy luôn đó. Bây giờ mình thử vô số 4 mình chạy lại này. Giữ ra. Đó. Xe giật này các bạn, xe ra cái hiện tượng giật. Và khi mình hạ ga thì nó sẽ tắt máy ngay nha các bạn. Rồi đây các bạn, bây giờ để tiết kiệm thời gian cho các bạn là mình đã tháo cái chân gác ra này, tháo bô đồ ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái nắp côn này ra. Thì trước khi tháo cái nắp côn thì mình đã nói giờ đầu cái video thì cái xe này là nó đang bị cái ban bệnh là nó hay bị hai cái lỗi là khi mình chạy đó các bạn, khi mình nổ máy lên đạp số khi mình vô số 1 ấy thì nó sẽ bị cái xe nó bị sẽ bị lôi tới và nó tắt máy. Cái đó là cái lỗi thứ nhất. Thì cái lỗi thứ nhất này mình cũng suy đoán là được thì nó bị cái phần con trước nha các bạn. Phần con trước một là bị lục bố côn đó, còn thứ hai là bị kẹt bi, thứ ba nữa là bị bớ cái rọ nhựa, cái rọ bi á, rọ bi ở trên cái phần con trước này các bạn. Đó là hai nguyên nhân dẫn đến cái phần mà giật số, lôi khi mình giảm số là xe nó lôi tao nó tắt máy giống như xe con tay đó các bạn. Rồi cái nguyên nhân thứ hai khi mình đi số thấp đó các bạn, khi mình đi về số thấp số 4, số 3, số 4 mà mình đi đi với lại cái mình đi chậm á, đi khoảng cỡ 15 20 cây thì mình đi rất là chậm thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng giật giật rọc rọc cái xe giống như mà tình trạng những cái xe thông thường bị giật số 1 số 2 đó các bạn. Đó, có khi giật rất là mạnh, giật tắt máy luôn. Thì trong đầu clip mình đã chạy cái xe thử cho các bạn xem, nó giật rất là mạnh, giật tắt máy lui cái xe lại luôn đó các bạn. Thì cái đó là bị quan bình, nó là bị
bị cái phần bố nồi sau các bạn. Bố nồi sau nó bị mòn quá, nó chai quá, nó sẽ bị giật. Còn cộng luôn cái phần nồi trước nó hư, nó kết hợp hai cái lại thì nó sẽ bị cái băng bệnh đó nha các bạn. Thì cái băng bệnh đó thì mình sẽ làm côn lại thì nó sẽ hết thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái phần này ra. Nếu bị cái băng bệnh mà khi mình về số thấp nó bị giật các bạn thì mình làm côn lại thì nó sẽ hết. Còn cái bệnh mà phía trước này này các bạn, cái lỗi mà vô số dặm số tắt máy á, là nó bị chỉ phần bị cái phần nồi trước thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo cái xe này ra. Rất là dơ luôn các bạn. Trên các cái dòng xe thông thường ở Dreamway các bạn thì các bạn mới tháo lần lần nối những con ốc này ra. Còn trên cái con xe Cirrus Yamaha này các bạn không cần nha. Các bạn tháo một con nào dứt điểm ra con vẫn được nha các bạn. Cái phần lá côn này nó bị cháy hết rồi này các bạn, cháy hết rồi này các bạn, nó bị cái lỗi cái phần bố sau này nó cháy này các bạn. Thì nó hay bị cái lỗi mà khi mình đi số 4 các bạn, đi số 4 mà đi ra thấp á, nó sẽ bị cái lỗi giật giống như là giật số đó các bạn. Xe này các bạn thường thường là nó có ba cái lò xo như thế này. Đây các bạn, ba cái lò xo như thế này. Mà cái con xe này nó mất có hai cái này các bạn. Cái chốt mỗi chốt là một cái này các bạn. Mất có hai cái này. Mất có hai cái. Thì cái này để mình kiếm lò xo rồi mình bỏ lại sau. Cái nhông hú này các bạn nghiêng thấy là nó bị sụp xịt như thế này nha các bạn. Đó, chứ không phải là nó bị hư luôn nha các bạn.
Đó, nhiều bạn không để ý thì cứ tháo cái này ra thì đi đám cao su lại nó cứng như tờ rim quay, nó không phải đâu nha các bạn. Cái này là không sao hết, nó nghiêng thì rin là như thế này rồi các bạn. Tiếp tục mình sẽ kiểm tra cái phần hồi trước này nha. Đó, như mình đã dự đoán này các bạn. Đây các bạn, như mình đã dự đoán này, khi mà nó xảy ra cái lỗi mà vô số nó bị tắt máy đó các bạn, vô số thì nó lôi tới nó tắt máy, khi mình giảm số để mình đi các bạn thì nó sẽ lôi tới nó tắt máy, nó không giữ được gang tay của chúng ta đó, nó lôi tới nó tắt máy như bị xe tay côn đó. Thì nó có hai nguyên nhân, một là lột cái phần bố ba càng này các bạn, lột nó kẹt, nó bó giữa cái bố phần bố ba càng với cái chuông này đó, thì nó xảy ra cái tình trạng như thế. Còn hai nữa là nó bị bớ cái phần rọ nhựa này các bạn. Đấy, cái rọ phần rọ nhựa đây này, rọ nhựa đỡ bỏ ba viên bi con này các bạn. Đây, nó đã bị bớ hết này các bạn. Cái xe này là hiện tại nó đã bị bớ rọ nhựa rồi này các bạn. Bớ hết. Bỏ hết rồi các bạn. Và sao con bố ba càng gãy luôn này các bạn. Rồi làm sao xe chạy được? Gãy hết ba cái lò xo luôn các bạn, ba cái lò xo gãy hết, ba lò xo bố ba càng. Ba lò xo gãy hết đó bạn. Và là trong cái video clip hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn một cái ban bình như thế. Thì chúc các bạn thao tác thành công và chúc mọi người sức khỏe thành công trong cuộc sống. Và nếu yêu mến mình thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ vô bên các bạn nhé. Ở bên có động lực làm những cái video tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.